Ui, hãy dám có thật chiến vào ngọc tối. Để đáng sáng ngày mai hương tiếng kiều về Mông Cổ. Không, em không về, em không về Mông Cổ. À khắc tiếng kiều, nếu em không về Mông Cổ thì tên mã phu này hãy chịu cực hình khủng khiếp. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ hãy quay về với quê. Hết rồi,
gặp có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong kiếp sợ bỗng nhiên nghe lặng cả tâm. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc xé buồn, lòng dùng tương chờ nghe mềm yêu khi một lần gồng chết